mừng sinh nhật. Có ai vậy ta? Ai mà biết ngày sinh nhật của mình? Dạ em nghe. Qua phòng tôi đi. Ai gửi qua này cho tôi vậy? Dạ em đâu có biết. Vậy công ty mình đã có ai vô rồi? Dạ có chủ tịch với lại chị tới trước tiên á. Chị nói thì sao? Chủ tịch tới công ty rồi sao? Dạ. Mới sáng sớm đã nhận được sự quan tâm từ anh. Nhất định ngày hôm nay em sẽ làm việc thật tốt. Nhưng mà em vẫn muốn nghe lời chúc mừng trực tiếp từ anh hôn. Chúc mừng? Hôm nay có gì đặc biệt để chúc mừng sao? Anh không biết hôm nay là ngày gì thật hả?